Trong màn đêm đen như mực, tất cả tĩnh lặng im phăng phắc như tờ. Nhanh Trí bừng tỉnh giấc, đột nhiên nhận được một lá thư bí mật đang phát sáng ngoài cửa sổ. Xin chào, người hãy thu phục những yêu quái, những linh hồn xấu xa trên khắp thế giới về đây. Ít nhất phải thu được 10 con thì người mới được quay trở về. Kèm theo đó, có thể bắt gặp những chuyện tâm linh rất bí ẩn đấy. Này, bạn có cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ này không? Hãy cùng đồng hành với Nhanh Trí để có cái nhìn khác về một thế giới kỳ bí nhé. Điểm đến đầu tiên sẽ là đất nước mặt trời mọc. Nơi đây có một điều kiêng kỵ rất kỳ lạ và giống với Việt Nam. Đó là điều kiêng kỵ gì? Cấm chụp ảnh, cấm tắm buổi tối hay cấm huýt sáo vào ban đêm? Ồ, điều này thật thú vị. Bạn đã từng nghe rằng tiếng sáo có thể thu hút ma quỷ chưa nhỉ? Đây là một trong những điều cấm kỵ ở Nhật Bản mang ý nghĩa tâm linh mà được nhiều người thừa nhận. Họ cho rằng tiếng sáo mang theo âm khí nặng và có thể gọi được linh hồn của những người đã mất. Đặc biệt là vào buổi tối thì âm khí rất nặng và điều này rất linh nghiệm đấy. Nếu bạn là người tin vào những điều tâm linh thì không nên bỏ qua điều này khi đến Nhật Bản đâu nhé. Vừa hôm qua mới nhắm mắt lại mà giờ trời đã sáng rồi ư. Nhật Bản đẹp quá các bạn ơi. Ơ kìa, nhưng mà ông chủ quán này thật kỳ lạ. Ông ấy không có mắt, không có mũi, không có miệng ư. Trời ơi, đúng như dự đoán nha. Có lẽ nào khi nãy mình huýt sáo rồi bây giờ gặp điều kỳ lạ không nhỉ? Ồ, hay ông chủ quán này là con MA trong truyền thuyết Nhật Bản? Nghe quen quen à nha, nó giống với con MA nào? MA cổ dài, MA vô diện hay con MAO? Người này rất giống với Noperabou, có nghĩa là ma vô diện trong truyền thuyết Nhật Bản. Tức là con MA này không có các bộ phận trên mặt, nó rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Theo truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa ở gần cung điện Heian-kyo có một ao cá koi của hoàng tộc được xây dựng trên vùng đất thiêng. Vào một ngày ngẫu nhiên, có một ngư dân lười biếng ra ao cá koi, câu bất chấp người vợ ngăn cản. Khi đến nơi, ông gặp một cô gái trẻ ngăn cản mình, nhưng người ngư dân đó vẫn bỏ ngoài tai. Đúng lúc đó, cô gái ấy quay lại bất ngờ để lộ vẻ ngoài kỳ dị của mình. Trước mặt ông, cô gái ấy không có mặt mũi gì cả. Người ngư dân sợ quá, liền chạy về kể với vợ của mình, thì sững sờ khi thấy gương mặt của vợ cũng không hề có một bộ phận gì. Ông ta sợ quá, liền chạy ra ngoài, thì thấy mọi người ai ai cũng đều như vậy. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông chạy tới ao cá koi đó một lần nữa và khi nhìn xuống mặt nước, thấy bóng gương mặt mình cũng không thấy gì luôn. Oh my god, có lẽ nào họ đã đều biến thành ma vô diện rồi ư? Tuy vẻ ngoài đáng sợ là thế, nhưng con ma vô diện này chưa từng làm hại ai bao giờ. Nó chỉ thích hù dọa người khác mà thôi. Cơ mà hù kiểu này cũng đau tim lắm mà nha. Bing bong, kết thúc một ngày đi chơi ở Nhật Bản thật là dơ mốt và siêu đáng nhớ. Giờ là lúc đi ngủ thôi. Cơ mà khoan, đừng dại làm điều vi phạm kiêng kỵ tâm linh này khi ngủ, giống như một trong ba người dưới đây, kẻo rước họa vào thân đấy. Bạn hãy quan sát thật kỹ và dùng trí thông minh của mình để đoán xem ai là người ngủ vi phạm điều kiêng kỵ tâm linh. Này, cô gái, nếu không quay chỉnh lại hướng để dép thì rất có thể tối nay cô sẽ không được ngủ yên đâu, vì một linh hồn xấu nào đó sẽ chui lên ngủ cùng cô đấy. Cấm quay dép vào giường ngủ, đây là một điều cấm kỵ, bởi theo phong thủy, khi để mũi dép hướng vào giường ngủ như vậy thì con MA ất ơ nào đó sẽ đoán được là đang có người trên giường và chui lên ngủ chung với bạn, khiến bạn mất ngủ hoặc là mơ hoặc là gặp ác mộng. Ngược lại, nếu để giày dép hướng mũi ra ngoài thì những linh hồn xấu sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của bạn nữa. Hãy lưu ý điều này một chút nhé. À, nếu như bạn tin, còn nếu như không thì điều này cũng không bắt buộc đâu. Lá bùa này mang điểm xấu, có thể xảy ra tai họa. Cái gì cơ? Xem ra đêm nay phải cảnh giác thôi. Vào những buổi đêm tối, chúng ta tuyệt đối kiêng kỵ, thậm chí cấm làm những điều gì. Cả đây đều là những hành động nên kiêng kỵ làm vào buổi tối, nhất là trò chơi cầu cơ và ma lon, vì hai trò này sẽ gọi những linh hồn thức dậy chơi cùng bạn, chống chỉ định hội hay sợ và yếu tim nhé. Nhưng như các bạn thấy đấy, tâm lý con người mà, càng sợ càng cấm lại càng bị kích thích tò mò.
Vậy nên có không ít người vẫn đánh liều cả gan chơi những trò này vào lúc đêm khuya để rồi rước họa vào thân lúc nào không hay. Biết đâu bất ngờ, gọi hồn đúng của con MA là dân chơi, nó cứ đeo bám ám vận xui lên người thì sao nhỉ? Đã có một vài trường hợp bị ốm dai dẳng lâu ngày không khỏi, lúc nào cũng bồn chồn, thấp thỏm, lo âu, thậm chí có người còn ra đi một cách đầy bí ẩn khi chơi những trò này. Vậy nên đừng dại mà chơi những trò này vào buổi khuya nhé. Hơn nữa, còn một trò chơi mà chúng mình cực kỳ thích, đó là chơi trốn tìm. Theo quan niệm tâm linh, nếu chơi quá khuya, dễ bị những linh hồn xấu giấu đi và không tìm thấy đường về nhà. Bên cạnh đó, không chơi hù dọa người khác, bởi vì sao? Bởi vì như vậy sẽ khiến họ hồn bay phách lạc và sẽ bị những linh hồn xấu bắt mất. Cấm gọi tên nhau, vì như vậy mà quỷ sẽ ghi nhớ tên bạn và trêu chọc bạn lúc đêm muộn. Còn xoay ô trong nhà cũng không được nốt ư? Vì sao nhở? Vì đây là hành động kiểu như mời gọi linh hồn xấu vào nhà đấy. Trên đây hoàn toàn là những điều kiêng kỵ tâm linh, bạn có thể tin hoặc là không tin, nhưng có kiêng thì có lành nhé. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với sự thật về một trò chơi vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài, khiến người can đảm nhất cũng phải rén ngang. Theo lời kể, game này có thể dẫn người chơi tới một thế giới khác cơ. Vì mức độ của nó nguy hiểm như vậy nên đã bị tuyệt đối cấm chơi. Đó là trò chơi nào? Điều này bạn rất nên biết để tránh rước họa vào thân nhé. Đó là trò chơi thang máy, nó có thể dẫn tới thế giới khác. Đó là câu chuyện được truyền tai nhau chứ có thật hay không thì mình chưa xác thực được. Theo lời kể, muốn chơi cần phải ở một tòa nhà có ít nhất 10 tầng và phải bấm số tầng theo đúng thứ tự 2, 5, 3, 4, 2. Tại tầng 5, khi cửa thang mở ra sẽ gặp một người phụ nữ đi vào và chúng ta không được nhìn, không được nói chuyện hay có phản ứng gì với cô ta. Nếu không, cô ta sẽ quay ra để tấn công người chơi. Tầng tiếp theo, khi thang máy mở ra, cánh cổng dẫn tới thế giới khác sẽ xuất hiện. Ở đó chỉ có bóng tối bao phủ mà thôi. Điều này chắc chắn không dành cho người mắc hội chứng sợ bóng tối rồi. Không rõ trò chơi này có thật hay không, nhưng bản thân thang máy ngoài đời cũng luôn gắn liền với những drama bí ẩn, kỳ bí và khó hiểu như vậy. Chẳng hạn như vụ mất tích của hai mẹ con người Trung Hoa, sau khi bước vào thang máy, họ hoàn toàn bốc hơi và không bao giờ được tìm thấy. Liệu rằng ai mới là người có thể giải thích cho những sự thật phía sau này nhở? Họ đã đi đâu ta? Và ai bắt họ đi? Dù đang thực hiện nhiệm vụ vô cùng bí hiểm, nhưng ta vẫn mê Blackpink và thích ngắm các oppa Hàn Quốc nha. Bay tới Hàn Quốc thôi nào! Và để không gặp chuyện xui rủi khi tới Hàn thì bạn nhất định nên biết điều này. Vào buổi tối ở đất nước Hàn Quốc, theo quan niệm truyền thống nên kiêng kỵ điều gì? Ăn mì tôm, ngoáy mũi hay cắt móng tay móng chân? Này bạn! Đừng cắt móng tay móng chân vào ban đêm khi đến Hàn Quốc nhé. Nếu không, bạn sẽ gánh chịu hậu quả khá nặng nề đấy. Đây chính là câu nói vẫn thường được nhắc nhở mỗi ngày ở Hàn Quốc. Nghe có vẻ khá kỳ lạ là thế, nhưng người Hàn Quốc truyền tai nhau rằng nếu cắt móng tay, móng chân vào buổi tối, những con chuột có thể sẽ ăn phải các vụn móng đó và biến thành người, cướp mất nhân hình và đánh cắp luôn cả linh hồn của người đó. Ồ, vậy sao? Đây là một điều kiêng kỵ mà bây giờ nhanh trí mới biết đấy. Tại đất nước Hàn Quốc này còn có một câu chuyện vô cùng bí ẩn mà nhất định nhanh trí sẽ kể cho các bạn nghe ngay bây giờ. Ở đây từng có một cô gái trẻ bị ám ảnh bởi vẻ đẹp hoàn mỹ, đã nghe nói về một phương pháp điều trị làm cho làn da của mình trở nên mềm mại và mịn màng hơn. Sau khi tìm hiểu, cô gái quyết định đổ hạt vừng vào bồn tắm và ngâm mình trong đó một vài giờ. Và cái kết khiến ai cũng vô cùng bất ngờ, cô ấy bỗng nhiên trở nên xinh đẹp, biến thành quái vật hay trở nên xấu xí. Ai mà ngờ được rằng cái kết khiến cô gái ấy bỗng trở nên xấu xí. Tại sao vậy? Sau một thời gian dài trôi qua mà không thấy cô gái ra ngoài, mẹ của cô gái đã xông vào phòng tắm và thực sự giật mình. Các hạt vừng đã ẩn mình vào lỗ chân lông của cô gái, khiến cho làn da trông lỗ chỗ rất rùng mình. Người cô bị các hạt vừng bao phủ, sau đó cô gái buộc phải dùng tăm để đẩy các hạt vừng ra khỏi da. Quá trình này có vẻ rất đau đấy. Kể từ đó, gần như không ai dám để hạt vừng vào trong bồn tắm của mình nữa. Đây có thể là thật, mà cũng chỉ có thể là một câu chuyện truyền miệng để cảnh báo những người quá ngu muội khi sử dụng các phương pháp làm đẹp không có cơ sở khoa học. Alo, có chuyện gì đây? Có mà, tôi đến ngay đây. Chạy xe ôm không anh nhỉ? Không bé ơi, ở đất nước tôi cấm đi xe máy, không chạy xe ôm được.
Ồ, kỳ lạ thế, ở quốc gia nào mà cấm chạy xe máy vậy? Điểm dừng chân tiếp theo của bạn là Myanmar và nơi đây cấm đi xe máy nhé. Nếu muốn bắt một quốc xe ôm thì sẽ không thể được đâu. Vì quốc gia này cấm mà, phương tiện di chuyển của họ là xe ô tô, taxi và xe buýt. Nhưng tại sao họ lại cấm xe máy? Lý do cho luật cấm kỳ lạ này là do xe máy gây ra nhiều tai nạn và còn gây tắc nghẽn giao thông. Đồng thời, xe máy cũng giúp tội phạm hoành hành. Chính vì thế, xe máy đã bị cấm ở đất nước này, ngoại trừ cảnh sát và quan chức chính phủ mới được sử dụng xe máy trong khu vực thành phố Yangon. Họ không được phép chở hành khách và tất nhiên phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy rồi. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta chính là Indonesia. Không chỉ sở hữu những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp nên ẩm thực phong phú, Bali của Indonesia còn là vùng đất văn hóa với những điệu múa truyền thống vô cùng độc đáo như Kekak, Barong và đặc biệt là điệu múa cho các vị thần Legong. Theo tục lệ từ xa xưa, những người thực hiện điệu múa là những vũ công. Họ sẽ hóa thân thành tiên nữ xinh đẹp với trang phục lộng lẫy. Tuy nhiên, điệu múa này đã khiến nhiều người rất khiếp sợ bởi những ý nghĩa tâm linh đằng sau nó. Bạn có biết tại sao không? Thôi miên người xem, làm người xem khó thở hay làm vũ công bị thương? Chỉ là một điệu múa thôi nhưng lại có ý nghĩa đến như thế này sao? Nhiều vũ công khi múa điệu múa này đã chia sẻ lại rằng nếu không cẩn thận, chỉ cần múa sai một chút thôi sẽ bị thần linh trách phạt. Có người còn bị bẻ gãy xương hoặc trật khớp rất nặng, bị lăn đùng ra đất ngay lúc đang múa cơ. Chính vì thế, trước khi múa, họ phải xin phép thần linh, nếu không thì sai một ly là đi luôn cả một đời. Chứng tỏ rằng những người vũ công này thực sự rất dũng cảm và phải có kỹ năng múa điêu luyện lắm đây. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Nhanh Trí đã từng làm rất nhiều video kiêng kỵ tâm linh triệu view. Bạn đã xem chưa nhỉ? Đây là video ấn tượng nhất. Ấn vào ngay nhé!